Pipa Pipa, chị Bí Đỏ xin chào tất cả các bé nha. Ngày hôm nay thì chị Bí Đỏ và các bé chúng ta sẽ cùng nhau làm tóc cho công chúa Baby ơi nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bắt đầu nào. Rồi bây giờ thì chúng ta bắt đầu. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng nước làm ướt tóc của công chúa Baby ơi. Sau đó chúng ta sẽ cho dầu dưỡng tóc vào nhé. Rồi chúng ta sẽ ủ tóc khoảng 1 giờ, sau đó chúng ta sẽ dùng nước làm sạch tóc và lau khô. Tiếp theo thì chúng ta sẽ gọi tóc nha. Rồi chúng ta sẽ dùng lược chải tóc nào. Rồi, tiếp theo chúng ta có thể chải tóc lại. Nào bây giờ thì chúng ta sẽ chọn kiểu tóc cho baby ơi nha. Không chọn được đây rồi. Đã chọn được rồi. Bây giờ thì chị Bí Đỏ sẽ chọn kiểu tóc này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chải thẳng tóc cho baby. Đây chúng ta sẽ chải thật là thẳng tóc nha. Rồi chúng ta sẽ xịt một lớp mút vào để giữ nếp tóc. Sau đó thì chúng ta sẽ chia tóc ra như thế này, các bé hãy chú ý nha. Đó, chúng ta sẽ bắt đầu thắt bím. Chúng ta sẽ chia tóc như thế này và thắt bím. Các bé hãy chú ý kỹ các bước thắt bím nha. Để tự chúng ta có thể làm tóc cho chúng ta luôn. Rồi, sẽ dùng thun cột cố định lại. Tiếp theo chúng ta sẽ thắt ở bên đây, tương tự như phía ở bên vừa rồi. Rồi chúng ta sẽ dùng thun cột lại và dùng cột lại hai bên. Wow, bây giờ thì chúng ta sẽ chọn màu tóc nha. Riêng chị Bí Đỏ thì chị Bí Đỏ thích màu vàng như thế này. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ xịt keo để giữ cố định tóc nha, giữ nếp tóc đó. Rồi bây giờ thì chúng ta có thể dùng một chiếc nơ để trang trí tùy vào sở thích mà các bé có thể chọn nha. Rồi bây giờ thì hãy xem nào. Tên tên tên, đây là ở phía sau kiểu tóc của công chúa Baby mà chúng ta đã vừa làm xong. Các bé có cảm thấy thích kiểu tóc này không? Chị Bí Đỏ hy vọng là sau video này các bé có thể biết cách tự bím tóc cho mình ở phía sau đẹp như thế này nha. Các bé nếu yêu thích chị Bí Đỏ thì các bé có thể theo dõi những video tiếp theo của chị Bí Đỏ bằng cách nhấn vào nút màu đỏ phía dưới để dễ dàng đăng ký theo dõi nha. Bây giờ thì chị Bí Đỏ mến chào tạm biệt tất cả các bé.